xong chỉ việc bấm nút tắt và lúc đó tấm gương bề mặt sẽ tự động đóng lại để bảo vệ tai nghe. Tiếp đến, bộ ống hút chân không được rút xuống dưới đế để bảo vệ thành phần quan trọng này. Và cuối cùng là dãy nút điều khiển chức năng cũng được thu gọn vào trong. Lúc này bạn đã có thể sẵn sàng mang Sennheiser HK1 đi bất kỳ nơi đâu. Và đây là một số chi tiết của chiếc tai nghe trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngắn này.